Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Châu Thành, Long An, công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Nhân để mà quay quá trình test thử siêu sáng thổi 18 tỷ này cho người cùng xem đây ha. Chắc có lẽ là mọi người đã xem một cái video review trước đó rồi, hôm nay thì là cái ngày mà chính thức chạy thử đây các bạn, test max công suất để cho mọi người thấy được cái độ hiệu quả và cái khả năng hoạt động của cái con tàu này ha. Chiếc này thì được Việt Nam mình đóng mới và lắp ráp ở tại xưởng Cường Nhân, Long An các bạn. Thì cái chiếc này có cái chiều dài tổng thể là 51m và cái phần thân bình tàu của nó là dài là 36m các bạn. Nó đang mang cái chiều ngang là 6m và chiều cao mạng là 2m ha. Được đóng dưới sắt là đáy 10-8 các bạn và được trang bị ở phía đằng sau là hai khối động cơ K38-1350CV và một cái máy Cummins N14-400CV để mà chạy thị lực ha. Tổng công suất lên đến là 1750CV các bạn. Và chiếc này nó đang trang bị cái cần phá là dài 36m và nó khoan được độ sâu là 30m. Cái đầu công phá ngoài phía trước thì nó có cái đường kính là 1m6 ha. Và ống vô ống ra của cái con này là 355. Thì khi mà hút sang mạng thì nó sản sinh ra được là 6.000 khối lỏng trên giờ các bạn. Và nếu mà bơm đẩy xa một cái số thì nó sản sinh ra được là 3.000 khối lỏng trên giờ. Chiếc này là được nâng cấp là lái toàn bộ hệ thống bằng thủy lực điện, bởi vì là nó rất là hiện đại ha. Và thời gian hoàn thiện cái chiếc này là 5 tháng, cái số tiền lên đến là 18 tỷ các bạn. Bây giờ thì mọi người ở dưới đang chuẩn bị cho cái công việc là chạy thử. Bây giờ thì mời mọi người cùng xem video nha. Đây, chiếc này thì sơn cái màu phải nói là đặc chủng luôn các bạn, cái màu tàn hình đó, giống như là cái màu chiến, màu của tàu chiến vậy. Thì cái chiếc này là cái chiếc tàu hút cát sang mạng để mà khai thác cát đó các bạn. Thì các bạn coi này, ở cái đầu dòi ống ga ngay chỗ phiểu thì sẽ đi ra ngang hông tàu ha, để cho những cái chiếc xà lan lớn khác cập vô mạng để mà bơm cát qua bên hầm hàng. Và đây là lá cờ của Tổ quốc đây các bạn. Một kỹ sư nông dân ở Long An đã chế ra rất là nhiều siêu phẩm sáng thổi, mình đã từng quay ở trên kênh này, chắc mọi người cũng xem qua và hiểu hết trơn rồi ha. Hôm nay tiếp tục là một sản phẩm mới nữa các bạn. Và hiện tại trên xưởng đang đóng một chiếc nữa đây. Chiếc này thì sẽ đi qua bên nước bạn, bên Lào bên đó. Hôm nay thì đã có tới nước bạn để mà đặt hàng luôn các bạn ơi. Nói chung là cái hiệu quả rất là cao và cái độ bền và cái sản phẩm rất là chất lượng. Bởi vậy thì bên nước bạn cũng đã tin tưởng và đặt hàng để mà mình làm việc với bên nước bạn ha. Đây mọi người cùng xem cái ngoại hình của con sáng thổi 18 tỷ đây. Thì mình đã review một cái video chi tiết rất là tỉ mỉ cái con này rồi, thì mọi người nào muốn xem lại mình sẽ dán cái đường link ở dưới phần bình luận ha. Hôm nay chỉ là một cái video riêng biệt để mà chạy thử thôi. Đây bây giờ đi vô nó nới vô trong cho người cùng xem sơ sơ lại cái phòng tài công và cái hầm máy cho người cùng xem được ha. Đây là cái động cơ chính K38-1350CV. Và đây là cái hộp số và cái máy phụ nằm phía ngoài sau ngoài kia. Tất cả hệ thống bên trong nó được lắp đặt và vệ sinh sạch sẽ một cách toàn mỹ luôn các bạn. Mọi thứ rất là chỉnh chu, bây giờ chỉ còn việc là đề máy lên và hoạt động và bàn giao cho khách hàng. Thì sau khi mà test thử thì chút xíu nữa là anh cũng sẽ là bàn giao cho khách hàng luôn ha. Quá tuyệt vời các bạn. Đây mọi người thấy này, khi mà bên công ty ảnh đóng xong đó là các bạn coi hầm máy nè, là anh sẽ vệ sinh sạch sẽ trước khi mà bàn giao luôn ha, chứ không có để cho một đống rồi đem về nhà rồi khách hàng tự rửa các bạn. Hầm lại nói chung là như mới hết trơn, sạch sẽ luôn, không có dính một miếng bọn nào dưới này hết. Còn đây là cái bên trong của cái phòng tài công lái ha. Tất cả các cụm điều khiển thì mình đã review chi tiết ở video trước, mọi người muốn xem lại mình sẽ dán được lên phần bình luận các bạn. Bây giờ là tổng giám đốc và phó giám đốc chuẩn bị đốt nhang cúng bà cộng, cái là mình sẽ đầy máy để mà test thử đây. Rồi, vô kiểm tra máy móc lại hả anh Long? Kiểm tra máy móc rồi anh. Đây, đó. Bây giờ thì anh Long anh đi với là anh Đích Hằng đi với kiểm tra máy móc đây nha các bạn.
Ở đầu sẽ cho khởi động máy lên. Động cơ K38 và Cummins N14 400. Tất cả mọi thứ đã được chỉnh chu và các bạn coi nè, hoàn tất hết trơn ha. Đây là cái phần sên bơm ái giác, hãy ơi chết bà mớp cái sắt rồi. Đây thì hỗ trợ một chiếc tàu kéo ha. Cái chiếc này thì chút xíu nữa là anh sẽ sau khi mà test thử là sẽ lai đi luôn nè các bạn, lao đi giao về cho khách hàng ha. Chút xíu nữa thì mình cũng sẽ đứng ở bên tàu kéo đó để mà quay toàn góc hết trơn cho người cùng xem được nhiều góc, nhiều độ các bạn. Bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị đây. Quá trời đẹp cái hầm máy luôn các bạn ơi. Nói chung là đi với là đi dò không luôn chứ không dám mang dép luôn á, nó sạch á. Rồi bây giờ thì chuẩn bị đợi máy lên nha các bạn ơi. Siêu phẩm 18 tỷ chuẩn bị là khởi động lên ha, để mà test hết công suất cho người cùng xem. Hôm nay là một ngày là anh test hết công suất luôn ha. Đó. Lên mà một máy của mình là 14 400 rồi, còn một máy nữa, máy của mình là 14 400 thì chạy toàn bộ hệ thống thi lực trên tàu ha, còn cái động cơ K38 là kéo sinh bơm và bên cao áp các bạn. Quay đầu khóa được cho anh. Đây bây giờ thì đi ra trước cho người cùng xem ha. Thì anh dỡ cần khóa lên để mà ảnh tháo xích an toàn ra đây. Tháo xích an toàn khi mà mình đậu nghỉ với các bạn thì mình sẽ phục xích an toàn vô. Rồi, ở đầu khóa là phía bên trước đây các bạn. Giờ đầu khóa đang hoạt động đây các bạn, chuẩn bị hoạt động đây đó. Thì cái chiếc sáng thổi á, là nó cũng rất là quan trọng cho cái đầu khóa này ha. Bơm đạt hay không là cũng là một phần của đầu khóa đó các bạn. Tại vì cái thiết kế của nó là giống như là cái chân vịt vậy đó. Khi mà nó hoạt động thì nó sẽ là đưa đất vô trong cái miệng hàm. Bởi vậy thì khi mà để mà tính toán và làm hoàn thiện một cái chiếc sáng thổi mà nó chạy hiệu quả và đạt công suất á, thì nó rất là đau đầu. Có nhiều cái chi tiết ở trong đó để mà nó kết nối với nhau, nó tạo thành một cái chiếc sáng thổi hoạt động tốt được ha, chứ không đơn giản như là mình muốn gắn sao cũng được các bạn. Khi mà nó hoạt động như thế này thì nó sẽ vừa nạo đất và nó sẽ lùa đất vô trong cái miệng hàm. Trời ơi quá đẹp các bạn ơi. Chứ còn nếu mà mình gắn cái phần đầu khóa mà khi mà nó hoạt động nó không có đưa đất vô được trong miệng hàm á, thì nó bơm sẽ không đạt và nó sẽ là không có hiệu quả ha. Nó chỉ tốn dầu và ga nước thôi, nó không có chắc đặt. Trời ơi quá tuyệt vời. Thì cái đầu khóa này sẽ hoạt động bằng cái boost 5 sao ở phía trước, được hoạt động bằng thủy lực ha. Toàn bộ con tàu này đều xài bằng thủy lực hết trơn các bạn. Đó bây giờ chạy ghe đây. Ở phía mà trước đó thì anh trang bị là 20 cái găng. Găng đó là găng bằng sắt nha các bạn. Tại vì cái chiếc này là hoạt động ở cái địa chất là đất cát, bởi vì là nó không có sỏi đá nên không cần gắn những cái găng sắt thép kia vô. Và nó cũng sẽ không có cái lượt ha. Bây giờ thì mình đã đi qua bên tàu kéo rồi ha, để mà cho mọi người thấy được cái đầu khóa nó hoạt động đây các bạn. Bây giờ thì siêu phẩm 18 tỷ hiện tại thì đang chuẩn bị là gờ ra khỏi cái bến đậu để đi ra nới ngoài giữa sông ha, cho mọi người thấy được cái khả năng hoạt động của nó. Thì cái càng phá này có thể là khoan được độ sâu là lên đến là 30 m các bạn, nó rất là khủng khiếp.
xem nè, nó giống như là chân vịt ha. Chạy nè các bạn, má ơi, sáng bừng nước luôn các bạn ơi. Đó, khi mà nó hoạt động thì nó sẽ lùa nước và lùa đất đá vô trong miệng hàm như thế này đó các bạn, thì nó mới là đúng chuẩn được ha. Chứ nếu mà nó khi mà hoạt động mà nước nó không có dừng ngược ra sao là nó không đúng chuẩn các bạn. Rồi anh hạ xuống rồi đó, giống như là cái chân vịt đang chạy lùi vậy các bạn. Rồi nước nó sôi ổng ổng luôn. Nâng lên lại đây các bạn, ảnh đang là nâng tài hạ tài để mà kiểm tra mọi thứ cho nó trơn tru trước khi mà mình đem ra ngoài giữa sông mình test ha. Bây giờ tấp sát vô đây các bạn ơi, để cho đầu kéo lôi cái chiếc sáng thỏi đi ra ngoài giữa sông ha. Trời ơi quá đẹp các bạn ơi. Thật là khủng khiếp. Thấy là khi mà đi ra ngoài dòm vô chiếc tàu, khi mà nó đủ nắng dòm nó thì đẹp thì ra các bạn. Ở trên này thì sẽ có là hai cái chữ A, một cái chữ A lớn và một cái chữ A nhỏ nằm ở trên đây. Thì cái chữ A nhỏ này nó sẽ có cái nhiệm vụ là nó sẽ là chịu cái tờ dây cáp cho cái neo lớn để mà giữ mỗi con tàu khi mà hoạt động các bạn. Máy sức bến các bạn ơi, đây là anh Long phó giám đốc ha, hôm nay thì anh sẽ đứng test tàu luôn các bạn. Ở phía trước bây giờ thì mọi người đã tháo dây ra chân luôn rồi các bạn, xong xuôi trần ha. Trời ơi đó, đây chữ A lên xuống rồi nè các bạn. Mọi thứ rất là nhịp nhàng ha. Và mở bò thì nói chung là anh đã vô đầy đủ mở bò hết trơn rồi. Đó, quá đẹp các bạn ơi, phải nói là rất là tuyệt vời ha. Thì cái đầu phan này á, là nó sẽ là điều tiết theo cái áp suất và theo cái vòng quay ha, chứ không phải là nó chạy chết một vòng các bạn. Đó là mình muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm, tùy theo là cái sức máy và cái sinh bơm mình quay bao nhiêu là mình canh cho nó đầy đủ, cho nó vừa đủ các bạn. Vòng khóa quay nhanh thì nó sợ cái não đắt càng nhiều, thì máy lớn mình phải chạy ra lớn để mà cho nó tiêu thụ ha, cho nó tiếp nạp rồi nó mới khai thác hiệu quả các bạn. Đó, anh chậm được nè, chạy nhanh được nè, tới lùi được luôn các bạn. Rất là nhanh luôn các bạn. Sau
bây giờ thì tàu kéo đã bắt đầu lôi rồi đây các bạn ơi. Đó, tàu kéo lôi cái đích ra ha, lai lái ra các bạn. Để hồi bỏ neo ở đây, chịu đỡ ở đây rồi đồng cái là mình sẽ test luôn đó. Được chưa anh? Cách thứ hai em phải lỡ bắt cái mẹ. Rồi bây giờ là chuẩn bị test đây các bạn. Còn lại nhóm chung quốc tới đâu rồi? Thăm thi chưa? Còn lại 2 cái được rồi. Đây giờ anh đang xả cái tờ neo phía sau á. Đang xả tờ neo phía sau lái các bạn. Siêu phẩm 18 tỷ chuẩn bị chạy thử các bạn ơi. Dạ anh đang xả cái cần cho nó xuống sát ở dưới mặt đất rồi, bắt đầu anh sẽ là lên ga máy lớn để mà cho chạy test ra. Bây giờ là những giọt nước đầu tiên ở trong ống nó được bắn ra đây. Ôi ôi đó, mọi người cùng xem này, siêu phẩm 18 tỷ các bạn ơi. Đó, ôi ôi nè má ơi, thật là khủng khiếp. Bắn một cái là cái này là chỉ là mới ra anti thôi các bạn ơi, ra sòn sòn ha. Để tôi xíu nữa là anh cho đất đá lên nè mọi người, coi là đen kịt luôn nè các bạn. Đó thì cũng giống như là mình nói là cái chiến này là bơm cát sang mạng, bởi vì là cái dòi bơm ga nó sẽ là nằm ở bên hông để mà bơm cát qua bên mạng xà lan ha, hầm hàng các bạn. Hiện tại thì anh đang dẫn xả cái tờ neo cho nó thấp xuống dưới mặt đất để cho nó nạo đất cát lên thử đây các bạn.
để mà mình test áp ha. Cái phễu mà đó anh bóp lại để mà anh test áp đó. Rồi chừng nào mà sau khi mà test áp xong xuôi chân nó đầy đủ thông số và nó đúng giống như là kịch bản bản vẽ thì anh sẽ là cắt cái phễu đó ra. Đây các bạn ơi, nó lên cái màu đen kịch luôn rồi nè, đó. Quá trời ơi, cát lên rồi kìa. Chỉ là mới có bắt đầu thôi các bạn, và ga nhỏ thôi đó, mà coi các bạn coi cái lượng mà khói đặc nó lên rồi nè. Trời ơi, dữ lắm rồi các bạn ơi. Bắn muốn tới với chiếc tàu bu bên kia luôn vậy. Quá khủng khiếp. Chưa hết ga nữa các bạn ơi. Ghê gớm ta. Thật sự rất là ghê gớm các bạn. Và mà sao nè, cái máy là không có miếng khói luôn nè. Chỉ là lam lam thôi ha. Máy chỉ là lam lam khói thôi các bạn. Đúng là đặc chủng sáng thổi thì các bạn ơi, nó thổi một cái thì phải nói là kinh khủng khiếp. Quá tuyệt vời. Thì khi mà bơm cát sang mạng như thế này thì cái tốc độ nó sản sinh ra được là 6.000 mét khối lỏng nha các bạn. Và nếu mà bơm đẩy xa 1,5 cây thì nó sẽ sản sinh ra được là 3.000 mét khối lỏng trên giờ. Đó, đang lên ga rồi đó. Trời ơi, quá dữ dằn. Cái chiếc sáng thổi này nó sẽ có cái nhiệm vụ là nạo vét lòng sông, nạo vét đập thủy điện và bơm cát sang mạng. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình sẽ để trên màn hình. Ở bên công ty Cường Nhân thì cung cấp các loại sáng thổi là theo công suất, theo yêu cầu các bạn, là từ lớn đến bé. Những gì mà người ta cần thấy nhất là đây nè các bạn. Phải nói bơm rất là hiệu quả, quá tốt. Đúng là siêu phẩm 18 tỷ thì các bạn ơi.
lên tàu kéo để mà cho mọi người nhìn được cái góc nó xa hơn ha. Quá đẹp các bạn ơi, thật sự rất là tuyệt vời. Một siêu phẩm do nông dân ở miền Tây của mình chế tạo. Thì anh đã làm rất là nhiều sản phẩm rồi ha, và rất là đạt thành tích rất là cao. Từ cái siêu phẩm 7 tỷ giao về ở dưới Kiên Giang, rồi một siêu phẩm giao về ở trên Yên Bái, và hôm nay là tiếp tục một siêu phẩm giao về ở hình như đâu đó là Vĩnh Long các bạn. Quá kinh khủng khiếp. Đây mọi người dòm tổng thể cái hình dạng con tàu này rất là đẹp ha, giờ nó giống như là tàu chiến mà trang thiết bị vậy các bạn. Đó, trời ơi, không còn gì bằng nữa các bạn ơi. Chạy từ từ đây anh, chạy từ từ đây, chạy vòng kim ba, chạy từ từ đây. Hình như là hiện tại thì anh đang bớt ga đằng đẵng rồi các bạn, chưa mát công sức nữa. Trời ơi, mà nó còn lên cỡ này nè. Mọi người cùng xem cái lượng đất đá nó ra nè các bạn. Đó, lên ga kìa các bạn ơi. Ôi ơi, tuyệt vời. Quá đen kịt. Khủng khiếp thiệt các bạn ơi. Kìa má ơi. Nói chung là mình hết biết dùng từ nào mà ngoài cái từ má luôn các bạn. Ông nội mẹ ơi, cái hơi sương mà nó bay qua tới bên mình luôn các bạn ơi. Nó giống như là các bạn dòm cái hình ảnh này giống như là đập thủy điện mà Tam Hiệp đang xả đập vậy. Quá ơi, cái hơi sương dữ lắm ơi. Trời ơi, né 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 cái trung tâm bão đi anh ơi, cái trung tâm này quá thổi bão ơi. Quá trời ơi, thổi một cái như bão luôn các bạn ơi. Đây các bạn coi, hồi nãy là cái lượng đất nó bay khủng khiếp rồi ha. Trời ơi, sau 5 tháng là tất cả anh em và đội ngũ kỹ thuật đã nghiên cứu ra, và hôm nay là đúng là một ngày thành phẩm và cái ngày đáng mong đợi luôn các bạn. Thì thông qua video này thì mình cũng xin chúc cho toàn thể anh em ở trong công ty thật nhiều sức khỏe để mà tạo thêm những siêu phẩm khác nữa ha. Đó, nói chung là khi mà đến với là công ty Cường Nhân là kiểu gì cũng có các bạn ơi. Quan trọng là khách hàng. Khách hàng là trên hết ha, khách hàng là thượng đế. Rồi bây giờ hiện tại thì anh đang giảm ga xuống rồi. Phải nói là những cái người mà miền Tây hay là những cái người Việt Nam của mình rất là thông minh các bạn. Đây bây giờ thì mình sẽ chạy đi ra phía mà trước mũi đầu khoang cho người cùng xem cái độ sấy 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 của nó ha. Đó, khi mà hoạt động này vẫn vậy hả các bạn, một tờ neo lái và một tờ neo mũi và hai tờ biên là cố định cái con tàu và cố định vị trí để cho nó hoạt động và cho xà lan cầm mạng vô. Đó, xà lan ôi 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 ôi. Chỉ cần một cú nhấp ga của ảnh thôi là mình cũng có thể là đi theo giọt nước luôn các bạn. Quá khủng khiếp. Cái chiếc này mà đem đi ra ngoài Biển Đông mà bắn lộn với Trung Quốc thì tới công chuyện luôn. Bây giờ là anh sẽ dỡ đầu khoang lên đây. Đó. Sắp lên rồi các bạn ơi. Tại vì ở đây là cái mực nước hơi sâu ha. Bởi vậy thì cái đầu khóa hạ cũng là muốn cần hết cần luôn đó các bạn. Đó, để test thực tế như thế này thì mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. Rồi bây giờ là lên rồi đây các bạn. Đó, cái
cái phần mũi khóa đây, anh sẽ hiện cái máy giặt lên đây các bạn. hôm nay thì chắc mình nghĩ là không có còn gác giống như là mấy bữa trước nữa đâu ha. Trời ơi, quá tuyệt vời các bạn ơi. Rửa sạch đầu phá luôn. Đó, cái máy giặt đó các bạn. Cái quán bao vô kìa. Rồi bây giờ hạ xuống hay sao đây các bạn? Hạ xuống chuẩn bị khoan tiếp hay sao đây? Hình như là vậy. Hôm nay là anh test mọi thứ là trơn tru hết trơn luôn ha. Cho năng lên hạ xuống rồi bơm ga lớn, ga nhỏ, bơm mát công suất và giữ yên. Mọi người thấy không, cái thiết kế của cái đầu công phá đây, khi mà nó hoạt động thì nước tất cả thì nó dồn ra sao. Rồi cộng thêm nữa là cái lực hút của cái miệng hàm. Thì nếu mà khi mà đất mà đã bị bư phá lên khỏi cái sức chịu và cái độ cứng ở dưới thì nó sẽ là bị hút vô trong cái miệng hàm và sẽ đưa vô trong cái phần sinh bơm các bạn. Nói như vậy thì nó rất là đạt và hiệu quả rất là cao ha. Rồi bây giờ thì anh chuẩn bị là test một lần nữa cho người cùng xem đây. À, ủi ga hả? Ủi chứ sao thổi ga bớt các bạn ơi. Ủi tại vì cặn bờ quá, ủi cho ga tầm khoảng giữa sông ha. Để mình hút cho nó an toàn chứ nó không có gác các bạn. Tại đây cũng sáng mé bờ nè. Rồi bây giờ thì sau khi mà lai cái chiếc sáng thổi nó ngoài rồi, đầu cái mình sẽ đi qua bờ bên kia để cho mọi người xem cái vòi nước bên kia ha. Đã lắm các bạn, đứng ngay trung tâm bão á, đứng ngay mắt bão khi mà chuẩn bị quét vô á, nó sướng dữ lắm. Cái điện thoại mình muốn bay luôn vậy. Đó, quay phim là đầu tư luôn nguyên chiếc tàu kéo chở đi quay phim nè các bạn, giống như là phờ đi cam nha. Rồi đi coi này, cho mọi người xem tiếp tục cái góc nhìn ở ngoài này đây. Dữ dằn lắm các bạn ơi. Trời ơi nó đẹp nè. Trời ơi, anh tàu kéo anh cũng máu dữ lắm các bạn, anh chạy khủng khiếp lắm. Chạy ra ngoài đầu dòi luôn anh ơi. Chạy ra ngoài đầu dòi luôn, chạy ra ngoài đó đó, chạy ra đó. Chạy ra ngoài đầu dòi luôn anh ơi. Đó, lên rồi đó. Trời ơi, tới công chuyện để cháu lưỡi nhẹm hết trơn rồi. Quá ơi. Đây mọi người cùng xem này. Trời ơi, mà cái này thì nó chưa có đặt ha. Một chút xíu nữa nó đặt sệt rồi, mọi người cùng xem, nó đẹp khủng khiếp lắm. Bây giờ anh lên ga nè các bạn ơi, mọi người cùng xem cái giò anh bắn qua tới bờ bên đây này. Quá dữ dằn thiệt. Rồi đưa em vô đây anh ơi, đưa em vô đây.
Rồi bây giờ mình sẽ đi vô tàu ha, đi vô tàu để cho mọi người xem lại cái khu vực máy móc các bạn. Đây nè, cái mũi đây nè anh. Đây nè, đưa vô đây nè. Hôm nay cần trên tàu kéo quá các bạn ơi. Đẹp nè má ơi luôn á. Kìa các bạn coi đất nó gớt xuống đây nè. Đây bây giờ mình sẽ đi vô trong phía bên trong hầm máy nha. Mọi thứ thì nói chung là cho em gu luôn các bạn ơi. Đây là đồng hồ tua máy nè, đồng hồ tua máy môi máy 2 nè, máy 1 nè. Hiện tại thì anh đã tắt bớt một máy rồi. Quá đẹp. Rồi sau khi mà test thử thì anh sẽ là bàn giao cho khách hàng luôn nha các bạn. Là tí xíu nữa đây thì anh sẽ là vệ sinh toàn bộ con tàu và quét dọn sạch sẽ để mà giao cho khách hàng. Đó, khi mà đóng sản phẩm ở bên anh Long hay là anh Nhân nha các bạn, ở bên công ty Cường Nhân ha, thì khỏi cần một người chủ tàu hoặc là mà khỏi cần một người nào ở đây để mà coi chừng tàu hoặc là kiểm tra tàu hay là kiểu như là theo dõi cái tiến độ mà làm tàu. Tại vì ở đây là tất cả anh Long và anh Nhân anh làm việc theo là kiểu như là cái tấm cái tâm đó các bạn. Nên thì mọi người thấy này đó, ở đây hiện tại là đứng ở trên đây là toàn bộ là công nhân và tổng giám đốc và giám đốc, không có chủ tàu nào ở đây hết trơn các bạn. Nhưng mọi người thấy ha, hầm máy thì vệ sinh rất là tỉ mỉ, rất là đẹp luôn đó. Ở dưới này là vừa chạy là cho hai người vừa kiểm tra dưới luôn các bạn, trước khi mà bạn giao tàu cho khách hàng. Tại vì là người ta đã tin tưởng và an tâm và giao hết toàn bộ trách nhiệm cho bên công ty, thì nói chung là công ty làm là hết sức mình rồi các bạn ơi. Rồi đấy nè, không có miếng bọt luôn ha, sạch sẽ luôn, quá đẹp luôn các bạn. Còn những công ty khác thì mình đóng tàu hay là đóng xà lan gì đó mình vẫn phải đi theo coi chừng các bạn, và hầm máy hay là trong cabin là mình đều là người chủ vệ sinh cơ mà, chết có bên công ty nào mà người ta vệ sinh cho mình lắm, lau dọn này kia nọ đó. Mọi thứ như thế này thì quá ok rồi. À, bây giờ thì hiện tại thì anh Long đang dùng là bơ vô luôn ha, quay cánh quạt bơ mũi vô luôn các bạn ơi. Bây giờ là quay đầu lại luôn. À vậy là đưa cái mũi khóa xuống đây ha, anh đưa lái lên trên hả? Cao đưa lên trên luôn hả? Không có cặp đậu cặp không à. Để vô đó bỏ cặp cái cặp xuống luôn. Bây giờ là đang chạy. Ủa đang cho nó chạy vô luôn đó anh.
À, xoáy cũng vô luôn. Cho nó xoay cũng vô luôn các bạn. Nhưng mà chạy cái này thì hơi tốn dầu xíu à. Biểu diễn thôi, biểu diễn thôi. Cái này là biểu diễn cho các bạn coi thôi. Sau thì chiếc tàu kéo đang ở ngoài sau để mà ủi vô đây các bạn, nó ủi lái vô hai cho quay đầu lại luôn các bạn ơi. Quá đẹp rồi. Nói chung là xin chúc mừng cho anh Nhân và anh Long, tổng giám đốc và phó giám đốc ha, hai người đã nghiên cứu ra một siêu phẩm mà như thế này các bạn. Và thêm một cái nữa là ảnh làm người thì rất là ok. Mình quay cái con tàu thì mọi người thấy rồi đó, toàn bộ chi tiết vệ sinh sạch sẽ hết trơn. Anh đóng tàu cho khách hàng là cũng giống như là một chiếc tàu tâm huyết và chiếc tàu của ảnh gì luôn các bạn. Phía trước nè, nó quay như chân vịt nè các bạn ơi. Đó. Càng cặp bờ ha. Đây. Anh đang đánh mũi ra đó các bạn. Đang đánh cho mũi bơi ra. Giờ hiện tại đang mũi đang bơi này. Cái này là anh chỉ biểu diễn cho các bạn cùng xem thôi ha. Cái chạy này thì hơi hao dầu. Tại sao thì chắc có lẽ là nhiều anh em hay thắc mắc là tại sao những chiếc sóng thổi như thế này thì người ta sẽ không có đặt máy để mà tự chạy luôn. Tại vì đa số là khi mà hoạt động thì sẽ đậu cố định vị trí một chỗ, bởi vì là mình không có cần lắp máy để mà gắn chân vịt vô để mà tự chạy thì nó tốn tiền. Và thêm một cái nữa thì nó nhiều khi là cả năm mới chạy một lần các bạn, nó tốn tiền ha. Bởi vì thì đa số là người ta sẽ không có gắn máy móc vô để mà chạy các bạn. Chỉ cần đi đến điểm nào thì người ta sẽ dùng là tàu lai. Người ta lai vô thôi, lai vô xong bắt đầu cái đậu cố định là hoạt động rồi, chứ đâu có còn gì nữa đâu. Rồi cặp mạng ở đây. Đây là tất cả anh em công nhân đây các bạn, đã mài công 5 tháng để mà tạo ra một sản phẩm như thế này. Tất cả mọi thứ anh em công nhân hiện tại đang vô dây tiền dây đổi ha. Rồi bắt đầu cái là mình đậu cố định luôn rồi đó. Chút xíu nữa thì cập mạng xong bắt đầu cái là soạn đồ, còn dẹp đồ đạc lên trên, nó trên bắt đầu là bàn giao cho khách hàng các bạn. Bàn giao cho khách hàng mà không có chủ ở đây luôn mới ghê cho các bạn. Bây giờ các bạn thấy là cái độ mà uy tín và khách hàng tin tưởng ở bên công ty Cường Nhân thì nó như thế nào rồi ha. Đó, hôm nay là test thử tàu nhưng mà không cần chủ để đến đây để mà coi luôn. Ở đây thì không có anh chủ ở đây luôn các bạn. Mọi thứ là đều giao cho anh Nhân và anh Long hết trơn. Tại vì ở trên bản vẽ và trên bản thiết kế thì
bên công ty đã ký hợp đồng là 1 giờ nó sẽ là cho ra được bao nhiêu mét khối đó đó. Thì khi mà bàn giao đem về người ta hoạt động là người ta sẽ là biết được liền các bạn.